Xin chào các bạn Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn về việc làm nhà kính ở ngoài vườn Trước mắt các bạn là cái nhà kính của mình được làm mới hoàn thành cách đây không lâu mình muốn chia sẻ với các bạn Bên này đây là cái phía sườn bên phải của nhà kính và đây là mặt đằng trước của nhà kính. Để làm được cái nhà kính này nhà mình đã phải mua một cái nhà kính ở trên eBay. Sau khi về đến nhà thì ông xã nhà mình đã có rất nhiều cái sự thay đổi. Tại sao lại phải có cái sự thay đổi đó? Bởi vì là trước khi làm nhà kính thì nhà mình đã tham khảo rất nhiều những cái nhà kính của những người đi trước và được biết là những cái nhà kính mà được mua sẵn thì nó có những rất nhiều ưu điểm như tất cả chúng ta cùng biết. Ví dụ như là kéo dài thời gian thu hoạch trồng trọt cũng như là điều tiết được lượng nước tưới cần thiết rồi giữ giống cho một số cái loại cây mà có khả năng chịu lạnh cao vân 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 vân. Tuy nhiên thì những cái nhà kính mua sẵn nó cũng có một số nhược điểm cần phải khắc phục Nhưng nhược điểm thứ nhất đó là nó hơi thấp ít cái không gian để mà đi lại trồng trọt chăm sóc hay là không có nhiều chỗ để những cái chậu cây cần thiết nhược điểm thứ hai là cái bộ khung của cái nhà kính mà mình mua sẵn nó rất là yếu không có đảm bảo cái sự chắc khỏe lâu dài ví dụ như là chống tuyết vào mùa đông vân vân cái mái nó bị võng cái nhược điểm thứ ba của cái nhà kính đó là cái cửa nó bằng khóa kéo cho nên việc đi lại nó không có thuận tiện Nhưng mà nhược điểm lớn hơn nữa là nó không có thông thoáng về mùa hè Dẫn đến cái nhiệt độ trong nhà kính nó quá cao vào những cái tháng 7 và tháng 8 làm giảm cái sự phát triển của cây cối à, Thực ra thì nhà kính mua sẵn họ cũng có làm cửa sổ các bạn ạ Đây mình quay cái cửa sổ các bạn xem nhé cái cửa sổ nó rất là nhỏ. Nó có kích thước là 30 30, tức là 30 cm mỗi chiều á các bạn. Nó quá nhỏ cho nên là dù mùa hè mình có mở ra thì nó cũng không có giảm được cái nhiệt độ trong nhà kính. Nhiệt độ trong nhà kính nó vẫn quá là cao và cây cối nếu như mà cứ sử dụng nguyên như vậy thì tháng 7 và tháng 8 thì cây cối nó sẽ lại phát triển không tốt, nó không có chết nhưng mà nó phát triển không tốt để giải quyết tất cả những cái nhược điểm đó thì ông xã nhà mình đã phải tháo rỡ toàn bộ cái phần sắt phần khung sắt ở phía xung quanh nhà kính và để đưa lên mái bổ sung cho cái phần khung sắt bên mái làm cho cái phần khung sắt trên mái được mạnh hơn chứ còn khung sắt ban đầu của nó thì rất là thưa rất là yếu các bạn có thể nhìn lên trên mái uh, cái nhà kính của nhà mình Hiện nay đang có một cái lớp tuyết khá dày nhưng mà mái rất là phẳng và căng. Và thay thế vào những cái phần khung sắt ở xung quanh đó thì là ông xã nhà mình đã mua gỗ, cái loại gỗ mà đã được xử lý dùng cho ngoài sân vườn, có độ bền rất là cao. Để đảm bảo cho cái phần chắc thì tất cả những cái cột gỗ thì nhà mình đã nối với phần sắt và đổ bê tông để cho cái nhà kính nó được chắc chắn. Để nâng cái chiều cao của cái cái nhà kính này thì nhà mình đã phải tăng thêm cái chiều cao của nó là 60 cm để cho nhà kính được thoáng hơn. Ngoài cái việc thoáng thuận tiện đi lại chăm sóc thì mình nhà mình còn có thể làm thêm được hai cái giá đỡ bằng gỗ ở hai bên để mình có thể đặt những cái chậu cây ở hai bên tăng cái diện tích trồng trọt lên nhiều nhất có thể. Nhà mình làm hai cái giá hai bên, một giá nhỏ và ở phía bên kia là một cái giá lớn hơn cho những cậu chậu cây to hơn. Giá to hay giá nhỏ thì phụ thuộc vào hướng ánh sáng buổi sáng hay buổi chiều để làm sao mà các cái chậu cây này không che khuất ánh sáng để cho những cái cây khác đảm bảo làm sao tất cả các cây đều có đủ ánh sáng cần thiết cho cái nhu cầu của nó. Ngoài ra thì để thuận tiện cho việc đi lại, ông xã nhà mình đã làm rất là nhiều cửa phía đằng trước cũng như là phía đằng sau, có nghĩa là nhà mình làm rất nhiều cái cửa cánh cửa ở phía hai cái đầu hồi á các bạn. Trước mắt các bạn đây là cửa ra vào chính, nhà mình đã làm ông xã đã làm ba cái cánh cửa để mùa hè nhà mình có thể mở hết cả ba cái cánh cửa này ra phía đằng sau cũng vậy là nhà mình mở toang được hết ra mùa hè để giảm cái sự nóng bởi vì là cái cây cối nó chỉ thích hợp từ 15 độ đến 35 độ thôi vậy mùa hè cộng với uh, nhiệt độ rất là nóng cộng với cái hiệu ứng nhà kính thì làm cái nhà kính của ta quá là nóng uh, nó không phù hợp với cái sự phát triển và sinh trưởng của cây cho nên lúc đó là cần thiết phải mở toang tất cả các cửa ra để giảm nhiệt độ xuống. Cộng với điều đó thì ông xã nhà mình đã làm tất cả những cái phần xung quanh của nhà kính, hoàn toàn là những cửa sổ. Mùa đông thì được đóng kín để đảm giữ nhiệt, nhưng mùa hè thì tất cả những cái cửa sổ này nhà mình hoàn toàn có thể mở toang ra để giảm nhiệt độ của nhà kính xuống ở mức cần thiết. Và chính chính vì phải là mở những cái cửa sổ này À, và tránh những con sóc con thỏ vào ăn à, rau cho nhà mình đã à, cũng đưa luôn cả một cái hàng rào vào để đảm bảo à, tránh những cái động vật nó vào ăn rau khi chúng ta mở cửa sổ. Như vậy là để làm cái nhà kính này thì nhà mình đã cố gắng phát huy tất cả những ưu điểm cũng như cố gắng khắc phục tối đa các cái nhược điểm của cái nhà kính mua sẵn và các bạn có thể theo dõi thấp xuống dưới đất đây thì để thuận tiện cho việc đi lại chăm sóc thì nhà mình đã chia cái đất ở trong nhà kính ra thành những cái luống hình chữ nhật. Các bạn thấy không? phía bên ngoài là trời tuyết trắng xóa mà bên trong nhà kính thì mình vẫn có rau để ăn. Đó là cái ưu điểm vượt trội của nhà kính. Đó là kéo dài thời gian trồng trọt thu hoạch rau. Và để có thể theo dõi được nhiệt độ trong nhà kính thì nhà mình có đặt ở trong cái nhà kính này một cái nhiệt kế để đo nhiệt độ và độ ẩm Thực ra thì trong cái nhà kính này là độ ẩm nó rất là cao ờ, Tuy nhiên cái nhiệt độ thì cần phải là biết cho nên là ông xã nhà mình đã đặt cái nhiệt kế này và nó được gắn bluetooth với cái điện thoại để ở trong nhà mình cũng có thể biết được nhiệt độ Có một cái loại rau một vài loại rau có khả năng chịu lạnh rất tốt. Chúng ta có thể trồng đến tận tháng 11 và tháng 12 ở trong nhà kính và vẫn có thu hoạch. Có rau ăn như bình thường đó là cải kêu. Trước mắt các bạn, đây là còn lại hai cây cải kêu của mình. Thực ra là mình cũng mới đánh ở ngoài vườn vào thôi bởi vì là nhà kính của mình mới có hoàn thành được được không lâu. Đấy, đây là hai cây cải kêu. Và cải thì như các bạn đã biết rồi Rau cải nó có những rau cải chịu lạnh rất là tốt Những cây rau cải này đã từng trải qua những cái đêm âm Nhiệt độ mà âm ban đêm mà nó xuống đến âm 9 độ á các bạn Mình tưởng là chúng nó chết hết Nhưng mà vài ngày sau nhiệt độ nó lên lên một chút Thì nó lại hồi lại Mặc dù thì mùa đông nó chậm lớn hơn là cái mùa xuân rất là nhiều Nhưng mà mình vẫn có rau ăn đấy các bạn và đó là một số cái chia sẻ của mình về việc làm nhà kính của nhà mình với tất cả các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và tạm biệt các bạn.